Vui được gặp lại các bạn nhá. Các bạn ơi, đây hôm nay mới đi làm về này các bạn này. Hôm nay đi làm lúa các bạn, làm lúa mới về các bạn này. Đó, người sẽ thay đồ luôn các bạn ơi. Tranh thủ là xử lý cái mô nấm ngày hôm nay các bạn nhá. Đã đến ngày rồi mình phải làm thôi các bạn ạ. Đấy. Ngày nào cập nhật tình hình cho các bạn xem. Đó các bạn ạ. Hôm nay là bắt đầu là vô ngày thứ 7 rồi các bạn nhá. Đó, tình hình là hôm nay ngày thứ 7 rồi. Hôm nay là mình bắt đầu làm những cái gì đó. Còn các bạn nào làm là kiểu các bạn, còn mình làm theo kiểu của mình. Mỗi người đúng một kiểu, không ai giống ai nha các bạn nhá. Đó, trong nhà ngoài trời những lúc nó khác nhau, không có giống nhau cả đâu các bạn ơi. Mỗi người một cái cách làm riêng và mỗi người một cái kinh nghiệm riêng cho mình, không ai giống ai. Các bạn biết các bạn phải tham khảo, những người nào biết thì thôi bỏ qua các bạn nhá. Đấy, mình không biết nhiều đâu, nói cho mình học rồi mình làm rồi mình rút ra cái kinh nghiệm. Những cái gì mình làm thôi chứ mình cũng không biết, mình cũng học hỏi rất nhiều người nhé các bạn. Đó. Bây giờ hôm nay là khâu đầu tiên là mình phủ, từ hôm đấy mình cũng đã lấy mình phủ được 4 ngày mình phủ các bạn nha. Các bạn phủ sớm cũng được, phủ buồn cũng được, không sao, tùy các bạn. Nhưng mà mình là 4 ngày là cái giống mình mới phủ. Hôm nay là 3 ngày, là tức là 7 ngày các bạn nha. Bắt đầu mình hôm nay mình xả tơ, mình dớ cái này ra các bạn nha. Đó. Cái xả tơ rất quan trọng các bạn nhé. Các bạn không phải là muốn xả muốn ấy đấy đâu các bạn ạ. Ngoài trời thì nó được, nhưng mà trong kiểu mình trong làm trong nhà ấy, cái nhiệt độ nó khác ở ngoài đấy các bạn ạ. Nên là các bạn cho nhiệt độ đi lên từ 9 đến 10 giờ ấm là các bạn mới làm các bạn nhé. Đấy, bắt đầu mình dỡ đây các bạn ạ. Các bạn dỡ đi hết, hút ra ngoài đi. Cái này kia mình đẩy lại, mình lưới mình đẩy lại thì mình xịt nước lên là mình mới đẩy lại thôi. Đó, mình dỡ hết nha các bạn. Đấy, các bạn phải coi hết video là các bạn biết làm ấy nhá, không nên nhiều lúc các bạn không coi hết, các bạn lại cho mình ấy lại thì mình cũng nhiều lúc không có thời gian đâu các bạn ạ. Đó, mình không thời gian trả lời các bạn nhiều lúc đấy thì mình rảnh cũng mới được đấy, nhiều công việc nó lu bu cũng nhiều đấy các bạn đấy, mình cũng có lúc mình rảnh rỗi thì mình mới trả lời được các bạn đấy. Các bạn nhớ làm sao giờ hết đi, lục ra đây hết đi các bạn này. Đó, bỏ hết ra ngoài. Video là mình không có cắt ghép, không chỉnh sửa đâu các bạn nha, thực tế luôn á. Mình cũng chẳng có cắt ghép chỉnh sửa đâu, mình không gọi là chưa chuyên nghiệp các bạn ạ, nên có sao làm thế vậy thôi các bạn ơi. Đó, thực tế mà làm thôi các bạn. Đó. Đấy, cái này mà mình đẩy có muộn mà 3 ngày, đẩy 3 ngày là ngày 2 ngày nó còn nóng mà các bạn ạ. Do cái tơ đợt này cũng mạnh nha các bạn. Đấy, máy này mình dục ra ngoài kia mình xịt nước lên. Đấy, từ nãy giờ là mình dọn xong các bạn nhá. Đây, bắt đầu mình dứa này, quay đây con này. Đấy, tơ này hôm nay này các bạn, con quay đây cho các bạn xem. Lùi đây con, lùi đây sát sát đây này. Đây là tơ nó ăn này các bạn. Rồi sát đây nữa con, lấy cái này. Đấy, nó ăn lên là 9 caron luôn các bạn nhá, ăn từ bên này qua bên này luôn. Tại vừa rồi mình mèo còn dư ấy, mình cấy bên này một lớp, mình xong đặt mèo cho này các bạn. Cứ cách 3-40 phân là các bạn còn mèo ấy, các bạn cứ bỏ một chòm vậy á, nó sẽ rất là mạnh các bạn nhé. Đó, ăn nó đỏ hết, nó đỏ hết là rơm luôn các bạn. Đấy, cái khâu này cũng khá quan trọng các bạn. Cái khâu này là cái khâu xả tơ này cũng khá quan trọng các bạn, do là nó cũng một số chỗ các bạn, một số mô nó còn nấm sớm các bạn. Hôm nay là có cái mùi nấm rồi đấy các bạn. Đấy, một số mô là có nấm to này các bạn. Tơ mảnh tơ yếu các bạn biết liền, nó ăn mô cái rơm nó đỏ hết luôn nha các bạn nhé. Nó ăn từ bên này còn có bên kia luôn. Đó. Nó đỏ hết các bạn này, nó ăn đều này. Bây là mấy cái mèo ấy, các bạn thấy mấy cái mèo này nó xương xương này. Là nó hình thành gim rồi các bạn ạ. Đấy, một chỗ số ấy. Hôm nay là tưới này nó không tưới nấm trong này, nhà này không khác ở ngoài trời chút cho các bạn nhé. Nó không có ở ngoài trời mình bắn nó bầm đâu các bạn. Trong nhà này là nó tại mình không có đông áo các bạn. Đấy, mình không có dùng đông áo nên tưới nó có khác đấy. Không phải là các bạn muốn dí xuống là không được đâu. Có nấm rồi các bạn tưới kiểu khác. Này, nhìn con này con này. Vào đây. Nó xuống đây. Sát này, săn đây. Cái này đây, thế này. Tay bố rồi. Xuống đi lên này. Thế rồi.
Đấy các bạn thấy không? Tơ nó ăn đây qua đây đây. Đó. Sang sát đây này. Đó các bạn, tơ nó ăn mình giải một mỗi đi một đường tơ nó mà cái mô này nó rộng phải tầm hơn 40 nó ăn từ bên này qua bên kia luôn các bạn. Đó. Công nhận tơ nó ăn nó khá mạnh. Đấy. Cũng chơi cũng có một số cái nấm đó nhỏ nhỏ đó các bạn. Thì nó bắt đầu dinh hôm nay là mình vẫn thay dinh dưỡng các bạn nhé, dinh dưỡng mình xịt là mình xịt làm sao cao cao không, đừng có ấy quá các bạn, mình có nóng mình hạn chế mình dí. Hôm nay sẽ mình sẽ xong bắt đầu mình là đầy xong là mình sẽ bắt đầu là xịt dinh dưỡng. Đó, được. Tới lúc giờ các bạn để vài phút để các bạn nó thử nước nha. Đấy, để cho nó thoáng cái là thấy cái mô ra đó, nó thoáng là tầm 5-10 phút đi hay 15-20 phút cũng được, bạn để cho nó thông thoáng hết mấy cái này cả mấy ngày mình để các bạn nó không khí được lưu thông á, mình để cho nó lưu thông thoáng mẹ đi, thông thoáng đi bắt đầu mình mới ấy các bạn nhá. Đấy này là mô cũng khô mấy đâu các bạn, do rồi là mình nhà tới cho nó ấy, chứ phủ vi lông ấy nó không lấy lối là không quan các bạn. Đây các bạn ơi, là mình đã dỡ xong rồi các bạn nhé. Đấy, để tầm 15 phút 15 phút cho nó thoáng bớt khí, không khí lưu thông mát mẻ. Bắt đầu mình tưới dinh dưỡng các bạn nhé. Tưới dinh dưỡng rồi, bắt đầu mình làm khâu tiếp theo các bạn ạ. Đó này các bạn này, mô đầu tiên này. Đó, nó ăn ghê gớm các bạn ơi. Đấy. Đó. Nói chung là cái mô nào nó cũng hết thôi. Nó ăn tơ, nó ăn rồi nó chín hết rơm luôn nha các bạn. Đấy. Mình tiến là mình xịt dinh dưỡng là mình cũng xịt áp sát các bạn nhé. Các bạn cứ thả lên khung chung. Cao cao cho nó rơi rơi tự do bớt. Đó. Này. Đó. Tơ nó ăn chẳng chịt như mạng nhện nha các bạn nhé. Rồi, ăn từ trên qua dưới, từ dưới qua trên luôn. Nó là cái tơ nấm gió nó khác tơ nấm rơm các bạn nhé. Tơ nấm rơm thì nó khác luôn. Nấm gió nó khác nhau các bạn nhé. Nó không giống nhau đâu ấy. Các bạn nhớ lúc nói chung là một số cái cũng có lên ghim rồi các bạn ạ. Đó. Bạn thấy không? Trắng trắng ti ti đây là cái nấm nha các bạn nhé. Nhiều bạn không biết. Thế mình xịt mình làm sao né né nó. Nói chung mô nào nó cũng có rồi các bạn ạ. Do thời tiết hôm nay là nóng nóng lên đây là nó dễ hình thành, lạnh lạnh nó là nó đấy, nhiệt độ của mình hôm nay là 32-33 độ các bạn ạ. Một số mô thì nó chưa đâu, nó là mình xả tơ phát là mai chắc nó kết đây này. Đó, như mô này là các bạn nè, như mô này nó cũng lên khá nhiều các bạn ạ, lên là khá nhiều đấy này, hoàn trắng hết đây rồi các bạn này, lớn rất nhanh luôn, ngày mai nhìn khác hẳn luôn này. Mô bên này cũng thế các bạn nhé. Bạn thấy không? Mình không ngồi khó nó ngồi lại bán các bạn ạ. Trắng trắng này này. Bên này này các bạn thấy không? To luôn này. Đây. Thấy không? Trắng tinh luôn. Hình như đóng khuôn nó khoái luôn các bạn ạ. Không phải là đóng khuôn đấy. Đóng khuôn nhìn nó gọn hơn. Mà mình dễ ấy nữa các bạn ạ. Đây này. Tơ nó mạnh lắm các bạn ơi. Đóng thằng khuôn này nó tơ cực mạnh luôn. Đó. Tơ rất mạnh nha. Thôi bây giờ bắt đầu mình trong lúc quay cho các bạn xem thì mình bây giờ đã xịt dinh dưỡng được rồi, mình xịt cho các bạn xem các bạn nhé. Đấy, xịt khác ở hôm nha các bạn nhé. Các bạn vặn cái vòi này bật chưa đấy các bạn, xịt ra các bạn không, các bạn cái vòi cho nó hết cớ luôn, cho nó hòn ra xương nha các bạn, xịt khác một lần nha các bạn nhé. Đó, không các bạn không cho hàng chia to chia tốt nha các bạn nhé, mình xịt đầu như này đi.
Bấm đi. Đây các bạn, đây này. Xịt xong là các bạn này, xịt xong là mấy cái xương nó đồng đồng lại các bạn này. Đó, mấy cái xương nó đồng đồng là đây này, đồng này thành nhà. Lia tia này các bạn ấy. Muốn nấm ghim hay không nhanh là mình biết nha các bạn này. Tơ đồng lại đấy à. Cái này này. Đấy các bạn. Đây. Đấy. Thấy không con? Đấy, xương lia tia luôn các bạn ạ. Các bạn cứ tưới bình thường thôi. Đó, tưới như vậy. Mình vơ lên cao một tí, đừng có vơ. Đừng có vơ sát quá các bạn. Đó. Đó. Đấy, các bạn đã tưới này, bình thường thôi. Tại con nấm ấy, hôm nay đang ép thả tơ là phải xịt ướt đấy các bạn ạ. Nếu mà không có nấm ấy, còn có nấm là mình không xịt ướt đâu các bạn nhé. Đấy, thì ngô nó đủ ẩm ấy, mình không xịt đấy đâu. Đó, mình xịt vừa phải đâu rồi. Xịt đi dưới cho nó để cho nó đấy thôi. Đó, nó hết là hết tắt mặt rồi. Nếu mà chưa có nấm các bạn xịt thoải mái, xịt tạch ga luôn. Nếu mà ướt luôn cũng được. Nhưng mà có nấm mà không xịt được các bạn. Bắt đầu tí nữa mình là một là các bạn là phủ rơm lên trên, hai là các bạn phủ lưới lan các bạn đặt rơm lên. Kiểu nào các bạn làm được các bạn nhé. Đó. Thấy không? Bây giờ bỏng xương quá trời các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Đó, nó đồng xương hết cái này các bạn này. Đây. Đó. Này. Bên nào thế thôi. Mạt cũng khá nhiều các bạn ạ. Cũng có mạt đấy. Đó. Thêm rơm các bạn, nóng quá, trời nắng quá. Để đi, cho mình cho nó dưới nước tí hôm sau các bạn dưới nước mấy ngày sau là các bạn đỡ tơi nước nhiều. Các bạn bây giai đoạn này các bạn thiếu nước là ăn mốt ăn mốt khô tham mô đó. Đấy các bạn ơi, hôm nay là mình sẽ đẩy một lớp rau mỏng qua nha các bạn nha, xong rồi mình mới đẩy lớp lan qua. Và hôm nay chơi kiểu mới, cái rơm này các bạn đẩy các bạn phải từ nước cho nó ướt trước nha các bạn nha, từ nước cho nó ướt rồi các bạn mới đẩy nha các bạn nha. Đấy, hôm mình sẽ đẩy mỏng mỏng ra các bạn, sơ sơ qua. Để cái rơm được cái là các bạn đẩy các bạn phải ráng ngày phải ráng đảo các bạn, ngày mình lật lại để nó cái tơ đến khi mình hái nấm thì mới không đảo thôi, còn bình thường là nó chưa ấy mình phải này ngay và đảo ấy các bạn, để cho cái sỏi nấm nó không bị dính vào cái rơm ấy các bạn. Đấy đó, để nó sơ sơ một mọng thôi, không dày đâu, để mình giữ cho nó cái đổ xốp các bạn, không cái lưới lan không thì nó đè lên mô các bạn này. Mỏng mà không còn dày đó. Mình còn lấy nó lan qua nữa mà các bạn, nên không còn dày.
nó là để nó xúc xúc cái mô ấy các bạn, nó khoáng này, rồi làm không thì lúc nó ấy không, nó bẹp hết hết rồi. Đấy các bạn ơi, từ nãy đến giờ là cũng xong rồi nha các bạn. Đấy, hai cục rơm các bạn đây, thì hai cục rơm mình đẩy mỏng qua các bạn, đẩy mỏng qua để mình để mỏng qua để mình phủ cái lưới đen qua trên các bạn nhá. Đó, để cho nó thông thoáng này. Cái lưới đen không thì nó đè xuống nó bẹp quá các bạn ạ. Đấy, mình cho nó thông thoáng này. Mình thì cần phủ qua thôi, hết hai cục các bạn này. Chỗ này là tính ra hai cục rơm thì 10 x 6 60. À 5. Sau là 60 mét các bạn ạ. Đây là 60 mét. Hai cục đẩy được 60 mét các bạn này. Do mình để mỏng mà các bạn. Đấy, mỏng sơ sơ qua thôi. Nếu các bạn muốn ký nữa các bạn thì các bạn đẩy xong nhá. Các bạn làm xong đẩy, các bạn đẩy xong hết đi. Rơm mà xong hết này, các bạn xịt cao lần nước nữa các bạn nhá. Xịt cao lần nước rồi để cái rơm này nó thấm nước, xong là thấm nước để nó có độ ẩm với các bạn. Đấy. Xong rồi mình sẽ phải xịt con nước phát nữa. Là bắt đầu là mình kết thúc rồi các bạn ạ. Là đến đây là cái video mình cũng xong rồi các bạn. Nếu nó cũng chỉ thế thôi. Xong rồi các bạn này xịt nước qua cho lần nữa. Bắt đầu là các bạn đẩy lưới đen là xong rồi các bạn nhá. Xong nhá các bạn ơi. Thôi. Cái video này cũng hơi dài rồi các bạn ạ. Nói là ngắn quá là cũng không hết được. Tóm tắt các bạn nhiều lúc không hiểu mà nhanh nha. Các bạn đã coi hết cái video rồi các bạn mới biết được. Không nhiều lúc các bạn không biết được đâu. Những các bạn chỉ biết đấy. Đó, mình đẩy mỏng thôi, trong nhà mình không đẩy dày đâu. Là nó mát rồi đấy. Mình chỉ đẩy qua để cho nó có sự thông thoáng thôi. Còn mình lấy cái lưới đen không ấy, nhiều lúc nó còn nhanh khô các bạn ạ. Đấy, mùa nóng mùa khô. Lưới đen không là nó có lố nó nhớ hở hở ấy. Lưới đen phải 2 3 4 lớp đi, may mới được. Cái mùa này hơi nóng. Mà nó gió nữa, thì mình qua lớp rơm nữa thì mình đi lớp đen nó là ok. Không dày lắm đâu các bạn ạ. Để nó thông thoáng nó tốt hơn. Đấy. Thôi, chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn video sau, các bạn nhớ thấy hay. Đây là cái kênh ủng hộ cho mình để cho mình có động lực ra cái video, nhiều cái video hay hơn để cùng nhau phát triển các bạn nhá. Tôi chào các bạn.